Kênh Thanh Nhạc Ứng Dụng xin được chào mừng các bạn đã quay trở lại. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chương đầu tiên trong series 10 chương luyện giọng để hát hay hơn. Các bạn thân mến, giọng hát này, giọng nói là một cái cơ quan rất là phức tạp. Và nhiều ca sĩ họ không qua trường lớp nhưng mà lại có một chất giọng tự nhiên rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nhiều ca sĩ mà có kiến thức về thanh nhạc hay là hiểu biết về bộ máy phát âm thì còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Như trong nhiều năm ca hát thì bạn có thể tự phát triển quãng giọng của mình này, màu sắc ở trong giọng hát của mình, và có thể tự sửa chữa những cái khó khăn trong giọng hát của mình. Thế thì cái series luyện giọng để hát hay hơn này sẽ giúp các bạn chăm sóc và nâng cấp giọng hát của mình lên một cái mức cao hơn nữa. Và trong series này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố cơ bản của bộ máy phát âm, hỗ trợ nắm vững các kỹ thuật luyện tập và giúp phân biệt được các thành phần ở trong giọng hát của mình, cũng như là nắm vững chúng để chúng ta luyện tập đúng cách, tiến tới một cái giọng hát hoàn hảo hơn rất là nhiều. Qua kinh nghiệm nhiều năm dạy thanh nhạc của mình, đã chứng kiến không ít những cái chuyện hoang đường về việc luyện giọng. Một trong số những cái chuyện hoang đường đó là ca sĩ hát nhạc phổ thông nhưng mà lại không qua trường lớp. Đó, rất là nhiều ca sĩ ngạc nhiên khi mà thấy những ca sĩ phải dừng sự nghiệp của mình sau một thời gian ca hát, bởi vì là cái bộ máy phát âm của mình nó đã bị tổn thương. Đó, và rất nhiều các ca sĩ dày dặn kinh nghiệm nhưng mà lại có những cái thói quen xấu khiến cho cái giọng của mình trở nên bị thương tổn này, bị hư hỏng, thì họ sẽ phải quay lại luyện tập ca hát từ đầu nếu mà không muốn cái giọng của mình hư hỏng vĩnh viễn. Ok, nói lan man một chút để chúng ta hiểu rõ về cái tầm quan trọng của việc luyện giọng. Thế thì ở trong cái chương đầu tiên là tìm hiểu về giọng này thì chúng ta cần chia ra hai phần. Một phần là đó là đặt mục tiêu lâu dài cho cái việc luyện giọng này để có một giọng hát hay hơn. Cái thứ hai đó là phần sơ lược về cái quy trình phát ra giọng nói, giọng hát của mình. Phần 1, đặt mục tiêu lâu dài. Học hát là một cái quá trình mà luyện tập cả trí óc lẫn cái thể chất. Đó, chúng ta sẽ luyện tập đi, luyện tập lại một cái kỹ thuật để cho những nhóm cơ nó ghi nhớ và luyện tập nhuyễn nó để đến khi chúng ta bê vào bài hát đạt hiệu quả. Và trong cái quá trình luyện tập thì chúng ta luôn luôn ghi nhớ là hát hay phải đòi hỏi cái kỹ năng, và chúng ta phải luyện tập nó, và chúng ta chỉ có thể phát triển nó khi mà chúng ta luyện tập và kiên nhẫn. Và một điều quan trọng nữa là hãy suy nghĩ tích cực và luôn luôn khẳng định mình sẽ thành công. Tiếp theo đó là cái việc chú trọng chọn một cái ca khúc. Ngay từ khi bắt đầu luyện tập thì chúng ta nên chọn những cái bài hát nó dễ thôi, có những cái quãng giọng nó không nhảy nhót quá, để hạn chế nhất lộ những cái điểm yếu của mình. Tốt nhất là nên tập hát thật hay những bài dễ thay vì là hát dở những cái bài khó đó. Và biết rằng là phải thử thách bản thân của mình, tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ phải biết cách gạt cái bài hát khó sang một bên và chờ đợi thời gian cho giọng ca của mình phát triển hơn để chúng ta có thể biểu diễn. Tiếp theo đó là lúc nào cũng phải có cái khái niệm là hát là niềm vui. Luôn luôn tạo cho mình một cái tâm thế vui vẻ khi mà hát. Tự tổ chức những cái nhóm bạn hát với nhau, tập luyện với một bạn nữa hoặc là tập luyện với nhóm bạn, hay là đi những cái phòng trà xung quanh cái thành phố mình sống để mà mình đăng ký hát, hát karaoke cho nhau nghe cũng được. Đó là một cái phương thức mà giúp chúng ta rèn luyện cái tính tự tin cũng như là cái tính thực chiến ở trong cái biểu diễn. Ok, tiếp theo sang phần 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sơ lược về cái quá trình mà phát ra giọng ca. Đó, thế thì mỗi một nhạc cụ đều có 3 cái bộ phận. Bộ phận phát này, bộ phận rung này và bộ phận khuếch đại. Và như cái guitar thì cái bộ phận phát đó là cái hành động chúng ta gảy vào những cái dây đàn, và những cái dây đàn nó rung lên là bộ phận rung. Còn bộ phận khuếch đại đó là cái hộp đàn to nhất đấy. Đó,
hiểu đơn giản nôm na như vậy, và cơ thể của mình cũng là một nhạc cụ. Thế thì bộ pháp của cơ thể mình là gì? Đó là làn hơi ở dưới phổi. Và tiếp theo đến cái bộ phận rung, đó là dây thanh và thanh quản. Và tiếp theo khi mà đã tạo ra âm thanh rồi, chúng ta sẽ cần khuếch đại cái âm thanh đó lên bởi vòm miệng, bởi hốc mũi. Đó, ngoài ba bộ phận chính đó thì mình còn có thêm cái ngôn từ nữa. Đó, ngôn từ là gồm răng rồi môi rồi lưỡi rồi mọi thứ giúp mình nặn những cái ca từ và truyền đi thông điệp một cách rõ ràng nhất. Khi mà chúng ta hiểu rõ được từng phần như vậy rồi thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn về ví dụ như là bộ bộ phát. Bộ phát thì gồm những cái bộ phận gì? À, gồm phổi. Trong phổi thì có các phế nang nở ra để thu hút không khí vào. Đó, khi mà lá phổi nó nở to ra, nó tràn xuống thì nó khiến một cái cơ hoành cách mô ở phía này. Thật ra là thầy mình chỉ ở phía này có nghĩa là mọi người sẽ hiểu rằng là à nó ở đây, chứ thật thực chất thì nó sẽ không ngay ở đây đâu, mà nó ở trong giữa giữa cơ thể mình, ở phần ở đây nhưng mà ở trong này, chứ không nó không lan ra phía trước này. Đó, cái phần cơ hoành đấy nó bị nén xuống khiến nội tạng mình bị ép xuống và bụng mình hơi phình ra, và cái cơ liên sườn, cơ sườn cũng bị nở ra. Chúng ta sẽ tác động ngược lại để tạo ra một cái áp suất ở trong phổi, tạo ra một cái áp suất hơi cực lớn để mà điều qua theo ý mình muốn qua dây thanh rung, nó là bộ rung. Đó, thì khi mà các cơ chế của bộ rung này nó gồm những cái gì ạ? Gồm dây thanh, gồm phần sụn, phần dây chằng. Đó, phần những cái cơ, những cái dây thần kinh cũng như là cái màng nhầy kết nối của thanh quản. Ở cái thanh đới thì nó sẽ có những cái sụn phễu mà nó kéo dây thanh ra để mình lên cao hơn, hay là nhả dây xanh ra một xíu để chúng ta xuống trầm hơn, rõ hơn. Và cái việc mà chúng ta đẩy cái vị trí âm thanh đó lên cái cổ họng này, qua cổ họng này, lên cái khoang miệng mình này và những cái hốc mũi của mình, thì nó sẽ tạo ra cái âm thanh lớn hơn và dày hơn. Nó gọi là bộ khuếch đại âm thanh, bộ cộng hưởng âm thanh chẳng hạn thế. Đó, tùy vào những cái vị trí mình đặt để cái âm thanh mà nó sẽ tạo ra những cái âm sắc khác nhau. Thế nên là những cái ca sĩ trẻ họ sẽ tự tạo cái màu sắc âm thanh cho mình, và khi mà chúng ta luyện vào bài tập cụ thể thì chúng ta sẽ được giảng viên hướng dẫn rằng là à, vị trí này nó thích hợp cho cái dòng nhạc này, vị trí âm thanh này nó thích hợp cho những dòng nhạc kia. Cái thứ tư đó là việc ngôn từ. Những bạn bị câm này thì họ rất là thiệt thòi vì cái khẩu hình ngoài này, những cái bộ máy phát âm thiếu đi cái ngôn từ này thì họ chỉ phát ra được cái âm thanh ea thôi, chứ còn khi mà chúng ta bình thường thì chúng ta sẽ giao tiếp được này, sẽ nói được này bằng diện môi, răng, lưỡi đầy đủ mọi thứ, sẽ tạo ra những cái ca từ nó rõ lời và truyền đi thông điệp có nghĩa. Và tất cả những cái thành phần tạo nên chất giọng này nó đều liên kết chặt chẽ và điều khiển được chúng thì giọng ca của chúng ta sẽ tự nhiên, và điều đó có nghĩa là bạn đã hiểu rõ cái quy trình về giọng hát, phát âm, rung và cộng hưởng. Lời cuối thì mình muốn truyền đi một cái thông điệp rằng là ai cũng có thể chạy, nhưng mà chỉ có những vận động viên chạy marathon mới là người chạy giỏi nhất thôi. Những vận động viên chạy marathon thì họ không chỉ tập luyện ở trong một ngày, một tuần hay là một tháng đâu, và luyện giọng của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần thời gian và cần sự kiên nhẫn, sự chăm chỉ nữa. Xin chúc các bạn thành công và chờ đón ở những video tiếp theo về những chương tiếp theo. Chắc chắn là một tuần mình sẽ ra đều đặn một chương. Chẳng thể nào cố níu lấy khi người đã buông tay, tôi đành chia ly rồi nghe niềm đau giăng kín đôi bờ mi, cho dù hành